Đồ gỗ Xuân Huy xin kính chào quý khách. Thì hôm nay đồ gỗ Xuân Huy vừa mới dựng mộc xong bộ bàn trà gỗ cẩm lai Lào siêu VIP. Vâng, thì xin mời quý khách hàng cùng các bạn đã là ít phút để xem chi tiết bộ sản phẩm siêu VIP này. Bộ gồm 5 ghế đơn có kích thước rộng 60, sâu 50. Hàng được làm từ mộng máy tàu Trung Quốc. Đường led tinh tế, dáng dấp đẹp, mẫu mã đẹp. Bàn có kích thước rộng 88, dài 1m58, vần quá đẳng cấp, hàng để mộc chưa hoàn thiện. Quý khách hàng nào có nhu cầu liên hệ 078 767 8668 hoặc đăng ký kênh Đồ gỗ Xuân Huy để biết thêm chi tiết. Quá đẳng cấp. Bộ kẹp chống vênh bén cháy. Bộ ngoài quá đẳng cấp. Đường chỉ xoay đều như chia. Cột cong, dáng cong rất đẹp. Bộ bàn trà gỗ cẩm lai Lào. Khay đựng chén. Vâng, quý khách hàng nào có nhu cầu liên hệ 078 767 8668 hoặc đăng ký kênh Đồ gỗ Xuân Huy để biết thêm chi tiết. Siêu VIP. Bộ 6 món. 5 ghế, 1 ghế chủ, 4 ghế khách. Được làm từ gỗ cẩm lai Lào. Hàng để mộc chưa hoàn thiện. Quý khách hàng nào có nhu cầu liên hệ 078 767 8668. Vâng, em xin chào quý khách hàng cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý khách hàng cùng các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.